Trước tình trạng đường dây điện nhỏ, cột thấp, xuống cấp, gây thất thoát lãng phí điện năng, ảnh hưởng tới an toàn hành lang lưới điện và đời sống sinh hoạt của người dân, dự án nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Kim Sơn, Tam Điệp, Nho Quan, Yên Khánh, Yên Mô, tỉnh Ninh Bình do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Ninh Bình làm chủ đầu tư đang được triển khai trên địa bàn huyện Yên Mô. Bà con nhân dân nơi đây rất phấn khởi. Những cột điện cũ này được lắp đặt từ thập niên 90 của thế kỷ trước. Qua quá trình chia ruộng, dồn tiền, đổi thửa, nhiều cột điện nằm chênh ảnh ở giữa thửa ruộng như thế này, gây khó khăn cho việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất và sự an toàn của người dân. Từ khi dự án được triển khai, những cây cột điện mới cao hơn, vững chắc hơn được dựng lên và quy hoạch lại ở đầu bờ, thửa ruộng. Phần hoa lợi của nông dân cũng được đền bù thỏa đáng, người dân rất vui mừng. Cái này là dân người ta cũng đã kiến nghị rất nhiều rồi, nhưng đến bây giờ thì điện lực tập trung đầu tư để cho nó, điện nó khỏe lên thì dân nó rất là phấn khởi. Vì vừa rồi nó có một cái số lúa đấy, dân đang thắc mắc là đền bù như thế nào thì thấy họ trả lời là cũng vậy, là cũng thỏa đáng. Xã Yên Đồng là một trong những địa phương có tình trạng điện lưới xuống cấp nhất trên địa bàn huyện Yên Mô. Chuẩn bị có hạ tầng lưới điện mới, nhân dân phấn khởi, sẵn sàng phối hợp với chính quyền địa phương trong việc lựa chọn vị trí đặt cột điện hợp lý, tích cực góp công, góp sức với nhân viên điện lực trong việc tháo dỡ đường dây cũ, lắp đặt thiết bị mới. Sau khi đường điện nâng cấp ấy thì về phía lãnh đạo đảng ủy ban xã, bên cái đó là những cái người dân mà bên lề đường thì vẫn ủng hộ cái việc là ví dụ di chuyển cột hoặc mới hoặc là điều chỉnh lại một số cột. Nói chung là toàn bộ dân ấy, cái tinh thần là ủng hộ cái phong trào. Sau khi mà xã nhà có được cái dự án nâng cấp chỉnh trang cái đường điện của địa phương thì ngay từ khi mà nhận được cái kế hoạch của ngành điện thì anh em tôi đã phân công cho công chức giao thông xây dựng cùng với các anh đi để cắm những cái điểm mà đặt chốt cột điện. Và hầu như là đều vận động bà con hiến đất, hiến công để tham gia cùng với ngành điện để xây dựng cái đường điện. Đôi khi cũng có một số những gia đình mà người ta chưa hiểu thì anh em tôi cũng vận động để làm sao hiến đất, hiến tường rào để sao dựng cột điện đảm bảo cái đường điện nó vừa đảm bảo mỹ quan cũng như cái đảm bảo an toàn trong ngành điện sử dụng cho bà con. Dự án được triển khai tại thị trấn Yên Thịnh và 12 xã trên địa bàn huyện với mục tiêu hiện đại hóa lưới điện và nâng cao chất lượng dịch vụ điện năng. Các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ thi công để đưa hệ thống lưới điện mới vào hoạt động, góp phần giảm tổn thất điện năng, đảm bảo vận hành an toàn và phục vụ nhu cầu sản xuất sinh hoạt của nhân dân.